Ê các bạn ơi, nồi lẩu của tôi đã rất là ngon đây rồi. Tôi phải thử miếng lấm này nữa các bạn ơi. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món lẩu lấm. Đây là một mẹt lấm đây. Đây là lấm này làm đuôi gà. Đây là lấm này làm hải sản và lấm này làm kim châm. Thế ăn kèm theo thì các bạn nhớ là có tôm, thịt gà và đây là ngao. Có một chút xương heo để ta nấu lên để cho nó ngon nước các bạn nhé. Kèm theo các rau của nó nữa này. Cà chua này, một chút nai chanh, một chút sả và đây là hành tây. Đây là muối nha, hạt lêm này, mì chính này, sa tế này. Bây giờ tôi sẽ đun nước xương trước, các bạn nhớ nha. Đóm lửa rồi thì các bạn hãy nhớ ta cho xương vào để ta linh cho nó có cái độ ngọt của xương. Ta thái cái củ hành tây này ra. Đấy. Các bạn không nên thái to quá nha. Chẻ nó ra như thế này. Đó. Ta sẽ đập vào đây mấy nhánh sả nha. Các bạn nhớ là ta thả vào nồi để cho nó có cái độ thơm của nước. Các bạn nhớ là lá chanh ta cho sau. Cà chua ta cũng cho sau. Và cái hành này chút nữa ta cũng cho sau. Xương mà các bạn đun nha, để các bạn nhớ là ta phải hớt bọt ở đây. Trong khi chờ đợi để cái nước lẩu được thì tôi sẽ đi chặt cái gà này. Đấy, như vậy các bạn ơi, tôi đã chặt thịt gà xong rồi. Các bạn nhớ là ta chặt vừa phải, không to quá mà không nhỏ quá. Cái xương này các bạn linh vào khoảng độ 15 phút đi. Hoặc là các bạn âm ỉ lửa tiếng cũng được. Thì cái nước xương này ra nó vừa ngọt mà vừa thơm các bạn nhé. Tôi cho hành vào này để cho nước nó thơm. Về sau các bạn dùng các bạn bỏ bã ra. Để ta lấy cái hương vị cho nó thơm. Tôi sẽ bổ cà chua. Các bạn bổ cau. Đây tôi đã thái xong cà chua để đây. Khi nước xương được tôi sẽ cho gia vị các bạn ạ. Ê các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cho các gia vị vào nha. Đầu tiên tôi cho muối trước đây. Đấy, tùy theo lượng nước để các bạn cho đi nha các bạn. Nếu mà nhiều thì các bạn cho nhiều. Đông người ăn, các bạn làm nồi lẩu to thì các bạn sẽ cho nhiều. Sau đó các bạn cho ăn sa tế. Ta cho một muỗng sa tế vào đây. Ta để lại đến lúc nào thì ta sử dụng thì ta lại cho tiếp một chút nữa vào. Các bạn thấy không, rất thơm. Thơm vô cùng. Bây giờ tôi nấu như thế này thì nồi nước dùng đã coi như thế là hoàn chỉnh rồi. Bây giờ các bạn có thể linh thêm vào khoảng 5 phút nữa cũng được. Hoặc là có thể chuyển sang một cái nồi lẩu để ta bắt đầu lên trên mâm để ta thưởng thức là được rồi các bạn ạ. Tôi sẽ vớt các cái hành này ra nha. Đấy. Hành mới xả vì xả cũng đã có hương vị thơm nó đã tiết ra rồi. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong rồi. Bây giờ tôi dọn là các cái đồ bên thớt này, dao này để đi tôi thưởng thức đây. Đây các bạn ơi, nồi lẩu tôi đã để sẵn lên trên bàn đây rồi mà sôi sung sục đây rồi.
Các bạn lưu ý, khi ta nấu một cái nồi canh này phải thật là ngon. Trước khi ta nấu, ta phải bằng bếp củi hoặc là bếp ga bên ngoài, sau đó ta mới chuyển sang cái nồi lẩu này. Khi nó ngon hay không là do cái nồi nước dùng này của chúng ta đấy các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ cho từng các cái công đoạn vào. Đây, bây giờ tôi sẽ mở ra. Đây, sôi sùng sục rồi các bạn này. Các bạn cho một chút đây, cà chua vào đây. Đây. Các bạn nhớ là ta cho 2-3 chiếc lá chanh vào. Đấy, để ta lấy cái hương vị. Đấy, các bạn cho tôm vào nha. Đấy. Các bạn cho ngao vào. Đồng thời các bạn cho thịt gà vào. Đấy là ta ăn kèm hết tất cả những cái món này. Như vậy là một nồi lẩu này đã hoàn thành. Đấy. Các bạn đậy lại nha, cho nó sôi đã, sau đó ta sẽ cho lấm sau. Tôm thì rất là nhanh chín và ngao cũng rất nhanh chín, ta ăn trước sau đó ta nếm đến coi như món thịt gà. Ê các bạn ơi, nồi lẩu của tôi đã rất là ngon đây rồi. Tôi đã giải lấm bên đây này. Đấy, giải rau này. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Món này thì ăn nóng như thế này thì ngon lắm các bạn. Tôi thử miếng rau này, các bạn nhớ rúng rau ăn sớm để cho nó giòn. Vừa thơm vừa ngon các bạn ạ. Các bạn nhớ khi ăn ta cho thêm một chút sa tế. Vì lúc đầu ta cho vào thì ta đun nó sẽ bay hơi, các bạn hãy nhớ là như thế. Để sau này ta phải cho một chút sa tế nữa. Để nó tăng thêm cái độ cay và thơm. Đấy, tôi phải thử miếng lấm này nữa các bạn ơi. Ngon ơi là ngon. Phải nói rằng vừa nóng, vừa thơm, vừa hơi cay cay một chút. Nước phải nói rằng tương đối ngọt. Rất là ngon các bạn. Cái lấm ăn giòn mà ngon lắm các bạn ơi. Chất nước rất là ngọt mà thơm. Cho lên ta cho lấm, ta cho rau vào, lu hút vào phải nói ăn tuyệt vời là ngon. Bây giờ tôi sẽ ăn đến con tôm. Các bạn ăn tôm đến rất là ngọt. Vì tôm nó vừa chín tới. Các bạn có biết rằng cái nồi lẩu này nó ngon đến mức độ nào không? Chất xương heo nó đã ngon, ngọt, thơm. Cộng thêm cả thịt gà, cộng thêm cả tôm, cộng thêm cả ngao. Nó tiết ra rất là ngọt, nước phải nói rằng vô cùng thơm ngon. Trong này thì các bạn hãy nhớ có cả lấm. Các loại lấm đây, 3 loại lấm. Tuyệt vời là ngon. Cái nước của nó rất là ngọt ngon các bạn. Tôi phải ăn một miếng thịt gà. Các bạn cho thịt gà vào đây rất là hợp. Nó lại hợp với lấm, hợp với rau. Lẩu đây là gọi là ta lẩu lấm, nhưng ta ăn kèm theo tất cả trong đó có hải sản và có thịt gà nữa. Thì phải nói là một cái nồi lẩu này là đa dạng. Phải nói rằng là rất là ngon, hấp dẫn mà ngon. Các bạn nhìn có tiện lợi không? Nhất là cái nồi lẩu này nữa, rất là gọn ghẽ. Ví dụ như 4-5 người ngồi chung một nồi lẩu này, ta dùng như thế này phải nói rằng tương đối nhiều đấy các bạn ạ. Ui chà chà, phải nói rằng quá tuyệt vời.
Các bạn hãy làm thử một lần đi, các bạn sẽ thấy rằng mê ly luôn. Và những ngày nghỉ các bạn hãy cố gắng làm cho gia đình hoặc bạn bè một bữa như thế này thì phải đấy là quả là hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có yêu cầu làm một món gì riêng tư thì các bạn để dưới phần bình luận, tôi tiếp thu và làm cho các bạn được tỉ mỉ để các bạn được rõ nhé. Còn bây giờ có lẽ tôi xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.